hôm nay ở đây để mình cùng chia sẻ với nhau. Buổi sáng thì mình sẽ giao lưu ca nhạc, và tiết trưa thì mình sẽ cùng nhau đi ăn trưa ở một địa điểm gần gần đây ha. Mấy anh chị cố gắng sắp xếp hôm nay để mình chơi chung với nhau cho vui. Thì hôm nay mình mở cái địa điểm này của anh Lưu Đồng á, vì ở đây âm thanh của anh Đồng rất là hay. Cái nữa là cũng quen biết anh Lưu Đồng rất là lâu rồi mà chưa tới ủng hộ quán được, thì cũng thấy thành viên của nhóm mình cũng đông quá, mình có chơi đâu thì ghé ra chơi với anh Đồng, mình ủng hộ anh Đồng nha mấy anh chị. Ok luôn. Chắc là giới thiệu tí xíu đi ha, để mọi người cùng biết về nhau. Thứ nhất là xin giới thiệu anh Phan Lữ Châu Hoàng. Anh đứng lên. Anh Hoàng là một tay rocker nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh ạ. Giới thiệu vậy được chưa? Người nữ tế. Anh Hoàng hôm nay xuất hiện cùng với phu nhân của anh Hoàng nè. Rồi cho giới thiệu một anh guitarist Mèo Úc đến từ thủ đô Hà Nội. Mèo Úc thì cũng vào Sài Gòn cũng được một thời gian ngắn rồi, chắc là trong nhóm mình ai cũng biết rồi. Thiếu sót nữa nhưng không giới thiệu anh Hoàng Gia Định. Anh không có dám về nhà để sợ vợ anh nó dịnh đến nhà nó cho đi chơi, nên là cái ghét ảnh cô ảnh ngồi từ sáng tới giờ luôn. Tí nữa mình nhớ cổ vũ cho anh Định nhiều với mọi người. Anh Định hôm nay đến cùng với lại một chị bạn, chị không biết là chị tên gì ạ? Chị Ngọc Bích. Chị Ngọc Bích hôm nay mặc đồ rất là đẹp, đẹp lắm mọi người. Chị Bích, chào chị Bích. Rồi em xin tiếp tục giới thiệu anh người gốc Ớ, Nguyễn Hồng Ân. Mời anh đứng lên ạ, cho mọi người nhìn thấy gương mặt đâu Ớ ra. Idol. Em giới thiệu đệ tử của anh Ân, cũng là em ruột của Mai Nguyễn, đó là bạn Trinh Nguyễn. Con Hồng Nguyễn. Trinh đã hai con nhưng vẫn còn Trinh nha mọi người. Trinh chứ. Quá hát vậy. Xin giới thiệu cho Mai Văn Trị, đó là bạn Bình Phạm. Công tử Bình Phạm, công tử Tao Bát hay dân ca nha mọi người. Dạ. Tiếp theo là em xin giới thiệu một cặp đôi rất là ấn tượng, đó là anh Hậu Đỗ và nàng Hoa Đất. Thôi được, thôi được. Thôi được, thôi được. Cặp đôi. Thôi đó. Rồi. Thôi quá. Tiếp theo là anh Tyron Phong. Anh đến với đây bạn cũng lâu rồi, nhưng hôm nay mới có mặt lần đầu tiên chung với chúng ta. Và bạn Thạch Hồ. Thạch Hồ là sư phụ của một số thành viên trong nhóm. Rồi. Đây là đầu tiên nhá. Cả đã ẩn nấu giang hồ hôm nay. Đây có học trò đây nữa nè. Tiếp theo là anh giới thiệu anh Khôi. Anh Khôi là bạn của anh Khôi. Anh Khôi là có mặt trên từng cây số nha mọi người. Anh Khôi là người đại sứ của các phòng trà. Anh Khôi là thường xuyên dẫn khách đi tới các phòng trà để giao lưu. Anh Đồng nhớ chăm sóc anh Khôi nha Đồng. Anh Khôi nhớ đến tên anh Khôi. Khôi đi khách á. Khôi đi khách. Khôi là qua một tầm nhiều như là anh Khôi chuẩn bị qua mua Đồng nha. Cho em hỏi lại thì bạn của anh Khôi tên gì ạ? Chị Bắc ạ. Dạ. Chị Bắc em ạ. Dạ chị Bắc. Chào chị Bắc. Chắc là tí xíu nữa là chị Bắc sẽ cùng với mọi người hát những cái bản tình ca cùng anh Khôi ha. Không biết là có ai là bạn nhảy với anh Khôi hôm nay mà. Mèo luôn. Dạ. Có mèo kìa. Có mèo kìa, mèo đăng ký kìa. Mèo nhảy với anh Khôi ạ. Xin giới thiệu với cả nhà chị MC của quán, cũng là ca sĩ nổi tiếng của quán, chị Thúy. Mời chị Thúy đó anh em. Em giới thiệu người kế bên chị Thúy thì em không biết là ai chơi hả? Tên anh chị ơi, gọi em Hồng Anh. Ca sĩ. Nhật Nhật chứ mấy. Quốc Hồ Lôn. Nhật Anh. Dạ thôi đã mở màn thì mời anh Châu Hoàng với
đó mình cảm lên làm một bài đi nè. Và sau đó là mời anh Hoàng Như Định. Và anh chị nào muốn lên giao lưu thì mình cứ bắt gặp nhau lên nha. Mình cứ đề xuất nha. Tí nữa là chắc Hoa Đất với anh Hậu Đỗ lên một bài nha. Hai người lên Hoa Đất với Hậu Đỗ. Sao nữa? Chào mọi người. Hôm qua mày ủ một tuần vừa rồi anh nghỉ mày ủ cho đi show chung. Không bao giờ nó cho đánh chung. Thế bây giờ sáng này tự nhiên thì phải đánh rồi. Đánh chung thì chia tiền. Sợ bị chia tiền. Phải tối cho mấy cậu đi sáng nha.
xoay còn buồn để mùa thu đến rồi đi. Dòng sông nào vắng xa chưa em, dù em thôi tuổi thơ này về một lần chút thâu buồn. Tuổi thơ còn khó mơ không em, anh trôi mình.